Rồi, em xin chào kênh LTK, chào cô chú gần xa trên mọi miền Tổ quốc á. Em là nhà vườn Nguyễn Tý, em ở kế sách Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0762 898099, cũng là số Zalo của em hết cô chú. Hôm nay nhà vườn em có về được một lô nhãn lông và kèm theo đó là vài cây lê kima trứng gà hết cô chú. Rồi, nhãn lông bông thơm, trái thơm hết cô chú. Cây thì lắc lưỡng cũng đẹp đấy, cây nào cũng ok ha. Về em quay lên liền luôn cho cô chú mình xem, ủng hộ em nhé. Rồi, em không làm mất thời gian của cô chú, em xin vào cây số 1 của chú ơi. Rồi, em xin đo chiều cao hết cô chú. Chiều cao tới mặt bầu là 1,5 m cô chú ơi. Rồi, em đo hoành thân luôn cô chú ơi. Hoành thân vị trí này là 65 này cô chú. Đó. Rồi, quay vòng cho cô chú mình xem ha. Cây em để gì thôi cho em không có khai thác để sâu hết cô chú. Rồi, cây này là mã số 1 của chú ơi. Rồi, cây này em xin giao lưu với cô chú là 2.800.000 nha. Em bao sóng bao ship cho cô chú mình chơi. Dễ trồng, dễ chăm lắm cô chú ơi. Nói chung mới bứng về nhưng mà nó mạnh mà tới nỗi nó ra tược luôn nè. Nè, nó na ná giống như cây này nè. Đang bông đang trái rồi cô chú, đang ra bông luôn. À, quay xa xa cho cô chú mình xem nè. Đó. Nó đang lên bông. Bỏ chậu là lên bông hết cô chú. Cây này em mới trồng 3 tháng nha cô chú. Đúng rồi, lên tường chỉ lại ra bông ra trái đó cô chú. Rồi. Quay sơ lược cái. Rồi. Em dầm cái vào cây số 2 luôn cô chú ơi. Nhãn lông bay ha. Đế chì nằm đã lắm cô chú. Đó. Dễ chăm, dễ sống cô chú. Nó em có trồng mẫu thử được một cây cho cô chú mình tham khảo đó. Nhiều khi cô chú mình không biết cái cô chú sợ cái cây bứng gì sợ chết nha. Có luôn em. Nói chung là cô chú mua cái liên hệ vô số điện thoại em mà em chỉ cho cách cô chú chăm trồng luôn ha. Rồi, cành bay vô tới thân là 1,8 m cô chú. Rồi em đo hoành thân luôn. Hoành thân 55 thôi cô chú. Rồi. Cây mã số 2. 2.500.000 cô chú ơi. Đó. Đó. Cây viên cây lắm mấy cô chú. Cành bay này cái mình trồng chậu cao cao làm bàn trà được luôn hết cô chú. Đây, nó có hơi lỗ ở đây nhưng mà kéo hết trơn hết cô chú. Em người thật việc thật nha. Nè, lỗ ở đây nhưng mà kéo sành hết trơn rồi nha. Rồi. Qua cây số 3 luôn cô chú ơi. Số 3 cũng là phôi nhãn lông hết cô chú. Bông thơm trái đẹp, trái cũng thơm luôn. Cây này viên cây lắm cô chú. Nè. Ngon. Bứng về em chào bán cho cô chú mình luôn. Đó, cây rất là viên cây, đã cây hết cô chú. Viên lô này anh em miền Tây nào thích thì em để cái giá ok lại cho cô chú, cho anh em mình chơi luôn ha. Em bao ship luôn. 109 chiều cao. Hoành thân 47. Rồi, phôi nhãn lông này em xin giao lưu 1.000.000. 1.400.000 hết rồi chú. Rồi, cho mã số 3. Rồi, hôm qua mã số 4 luôn cô chú ơi. Đó. Cây nào cái nấy viên viên không à. Nhãn lông giờ cũng hơi hiếm rồi hết cô chú. Lâu lâu mới về được con lô. Em
xin nhắc lại số điện thoại của em là 0762 898099, cũng là số Zalo của em ha. Cây bứng về viên chưa rửa luôn hiểu chung. Một trăm hai mươi hai chiều cao. Tổng quanh thân 51. 1.800.000 cho cây này, mã số 4 luôn cô chú ơi. Cái dáng của nó là bay từ đây lên đây luôn ha. Em giật tàn là từ dưới lên luôn ha. Đó. Đúng rồi. Đế này như zin với cô chú ơi, không có móc á. Em cũng làm xương xương thôi chứ không có móc sâu ha. Móc sâu cái mất sức ha cô chú. Nghe chứ. Rồi, qua cây số 5 cô chú ơi. Cây số 5 này lắc lượng ghê lắm nghe chú. Múa nhìn đẹp lắm ha. Viên cây lắm. À. 145 chiều cao. Đó. Cây lắc lượng nhìn đã lắm mấy cô chú. Hoành thân 39 cô chú ơi. Rồi 1.200.000 cho cây máy số 5 này luôn cô chú. Đó. Đó, cây gần gút nhìn đã lắm cô chú. Cây này đã cho nhiều mùa trái rồi cô chú, chứ không phải là chưa cho trái ha. Cho nhiều mùa trái rồi. Nhưng mà cây em bao sống khỏe. Đó, rồi, em qua cây mã số 6. Cây này nó quái cây lắm cô chú. Ồ. Quá trời cái đế, nguyên bộ đế thú cô chú. Rồi, tiếp này riêng cái lô này em quay hơi kỹ cho cô chú mình xem ha. Rồi, em đo thông số luôn cô chú ơi. Chiều cao này là 78 mấy cô chú. Cành bay vô thân 80. Tổng hoành thân 70. Cây này có giá 3.500.000 cô chú ơi. Đó. Cái mã số 6. 3.500.000. Em bao ship bao sống cho cô chú mình chơi luôn. Rồi xuống luôn đi, lấy ra luôn. Rồi em qua mã số 7 luôn cô chú ơi. Em chỉ cắt vậy thôi nha cô chú, mình muốn về cắt lại thì cắt hết cô chú. Hay là điện em muốn cắt kiểu dán sao đó em cắt cho cô chú mình luôn. Đó. Em thì thay nghề được tới đây à. Chiều cao tới mặt bầu 126. Cây bứng về viên chưa rửa còn dính sình nữa cô chú. Hoành thân 37. 1.200.000 hết cô chú. Bao sống ship cho cô chú mình chơi luôn. Đó. Rồi. Em qua mã số 8. Em cũng nhắc lại số điện thoại của em là 0762 898099, cũng là số Zalo của em hết cô chú. Cây này bay lắc nó có đủ trên luôn hết cô chú. Trực bay. Chiều cao 131. Cây rất là duyên cây hiểu chú. Hoành thân 51. 1.800.000 luôn cô chú. Bao sống bao ship cho cô chú mình chơi luôn. Cây bầu bự ship tiền cao ha cô chú. Gãy cám cũng nhiều anh. Gãy cám đầy cho trắng cho cô chú. Đây là bao sống mà. Rồi.
Em qua cây mã số 9. Mã số 9 này, cây này quái lắm á chú. Nguyên con thú nằm ha. Cây này mình giật sao không được, mình giật xuống dưới này chơi cũng đẹp luôn này cô chú, nhưng mà tại em thấy nó quặng, nó giọng lắc nhìn đẹp quá, em chừa lại hơi cao luôn cô chú ơi. Đó. Chiều cao 1,5 m cô chú ơi. Đó. Nè, con thú nằm nè, em đo từ đây vô đây luôn ha. 38. Vô số đẹp luôn. Hoành thân 46 cô chú ơi. Riêng cây này em để 2.500.000 cho cô chú mình thiện chí á. Cho cô chú mình nói chung có duyên cây này thì chốt nhanh lẹ ha cô chú. Đúng rồi. Đó, mình rất là đã cái cây ha cô chú. Liền bể nhìn. Rồi. Em qua cái mã số 10. Cũng là nhãn lông ha. Giọng chữ C ha cô chú. Cái này em để tàng đa ha. Quay cái đầu kìa. Cây nó cao với nó nặng quá, cái bàn nó hơi nhỏ nên em phải đi theo mấy cô chú. Chiều cao nó tầm 1,9 m cô chú ơi. 2 m luôn đó cô chú ơi. Hoành thân 51. Rễ cám trắng hết trơn hết cô chú. Cây sức sống nó mạnh lắm cô chú ơi. Nhãn cỡ này thì sống mạnh lắm. Bự quá thì nó hơi lâu lên tược, còn cái này là đem về mình trồng khoảng nửa tháng là lên thấy chú. Đó. Rồi. Cây mã số 10. 2.800.000 cô chú ơi. Rồi qua mã số 11. Em về được có 15 cây nhãn lông hả cô chú? Cô chú anh chị nào thiện chí thì chốt hết lô, em có giá mềm cho cô chú mình chơi luôn. Tổng chiều cao 1,8 m cô chú ơi. Đế cũng đều đẹp ha. Em chưa khai thác sâu nên đế nó còn nhiều lắm ha. Cô chú nào muốn chơi đế thì về mình khai thác thêm. 45 hoành. 1,5 triệu cô chú ơi. Bao sống bao ship luôn nha. Rồi. Em qua mã số 12. Phôi ha. Lùng lực đế khủng luôn cô chú ơi. Đế đều 24 giờ luôn. Con này nhỏ quấn cái bầu quá trời luôn nè. Đúng không chú? Chiều cao 85. Viên gậy lắm rồi chú. 49 hoành. 49 hoành hay rồi chú. Quay nhầm đế luôn. Đế đẹp nè. Đế đều đẹp. Ông chừng rễ cám nè ha. Rễ cám ra trắng nè. Còn tươi xanh nè. Nè. Em bao sống cho cô chú một đó một cô chú khỏi sợ nha. Dù mà cây chết không có ha chú. Rồi riêng cây mã số 12. Em bán là 1.800.000 cho cô chú mình chơi ha. Bao sống bao ship luôn. Đó. Rồi, em xin nhắc lại cái số điện thoại của em là 0762 ha, 898099 cũng là số Zalo của em cô chú. Cần clip hay hình ảnh gì thêm thì cứ liên hệ cho em ha. Cây này cũng đế đều đẹp luôn cô chú ơi. Đó. Nhãn lông ha, em nhắc lại là nhãn lông. Bông trắng trái trắng thơm. Ăn rất là ngon đó cô chú. Cần hình trái thì em gửi cái hình mặt trái qua cho cô chú mình xem luôn. Cứ kết bạn Zalo với em là có tất tật hình ảnh video thì em có đủ hết ha. Trước khi em bứng là trong vườn em đã chụp hình với trái. Cây này em đang bứng là đang cho trái luôn ha cô chú.
bẻ trái xuống là bứng luôn đó. 105 đó. Rồi em đâu hoành luôn. Bốn mươi hai hoành hả cô chú? $1.300.000 cho cây mã số 13. Rồi em qua mã số 14 luôn. 14 này nó múa quái cày lắm mấy cô chú. Đó. Em hạo gì thử cho cô chú mình xem cái nè. Đó. Giọng lắc nè, nó có nằm đủ cái trên này hết trơn hết cô chú. Cái này em đo kỹ cho cô chú mình tham khảo luôn nha. Cành lá, cành bay, cành lắc vô thân này là 63 nè. Đó. Chiều cao nó tầm 2,5 m hả cô chú? Không, 2,2 m. Cái này nặng quá không lên hoàng quay được á cô chú anh thông cảm á. 69 hoành cô chú ơi. Đó. Mình muốn chơi nhánh này chơi, không chơi thì cắt xét hả cô chú. Em thấy em múa trên này đẹp hơn ha. Rồi. Cây mã số 14. Em xin Zalo với cô chú là 4.500.000 cô chú ơi. Mã số 14. Rồi em còn một cây mã số 15 nhãn lồng nữa. Cây này cũng nặng, em lên bằng quay không nổi nên em để dưới ha cô chú. Chiều cao tầm 1,8 m thôi chú ơi. Đó. Cái này đế còn sâu lắm cô chú. Cái này hoành nó cũng lớn ha. Hoành 66 cô chú ơi. Ủa, có lộn thước mà cái này hoành lớn mà. Ờ 66. Rồi cây mã số 15 này em cũng hết nhãn lông nha cô chú. Zalo cây này 4 triệu cô chú ơi. Rồi. Em xin vào mã số 16. Rồi qua Lê Kim Ma trứng gà hay cô chú. Lê Kim Ma trứng gà của em thì chiếc này thì nó kéo mặt nó lên tuột hết rồi hay cô chú. Mặt kéo dày nè, tuột lên nè. Đó. Bao sống 100% của chú, 1 đổi 1 của chú ơi. Nhà vườn em địa chỉ ấp An Phú, An Lạc Tây, kế sách Sóc Trăng thôi chú. Số điện thoại của em là 0762898099 cũng là số Zalo của em của chú ơi. Rồi. Cành bay vô tới gốc. Tới cổ đế là 70. Hoành 300.000 cho cái Lê Kim Ma mã số 16 của chú ơi. Đúng rồi nè, cái tuột tới dưới này tới dưới góc luôn. Cái này sức sống nó mạnh lắm cơ chú, sống khỏe lắm. Rồi rồi em lên mã số 17. Cũng lên kia mà trứng gà hả cô chú. Cây lên tượt hết em mới đem ra quay hả cô chú nè. Lên đầy dày cui hết rồi hả cô chú. Nè kéo mặt dày hết rồi. Mặt nào cũng kéo hả cô chú. Chiều cao 39. Hoành thân 33. Rồi em quen vào em báo giá luôn cô chú. Mã số 17 350.000. Bao sống bao ship luôn. Đúng rồi, một vài cô ý chân nè. Nè 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 nè. Dày đặc. 350.000 cho mã số 17. Lê Kim Ma trứng gà.
Rồi. Qua mã 60 số 18. Bữa nay em cũng như chi ăn khách hàng hết cô chú. Để cái giá bao mềm luôn. Chưa có ai bán giá mềm bằng em đâu. Lại cái tình. Đúng rồi. Lại kiếm gấu mì ăn đi bún cây với cô chú thôi. Đó. Quá đẹp. Cây này nữa mình ra ra được dài có thợ vô dây cái nữa là đẹp. Chữ lắm hả cô chú. 42 chiều cao. Cổng hoành thân 32 ha cô chú. Đó, quay vòng em báo giá luôn. Mã số 18 ha. Rồi cái này cũng 350.000 luôn cô chú ơi. Chi ăn khách hàng luôn. Rồi. Qua mã số 19. Cũng là lê kim mai trứng gà, da mẫu lên tượng hết cô chú. Kéo mặt chày cui. Đế đều đẹp hết cô chú. 75 chiều cao. Đó, đế đều này cô chú. Đó. Chơi cây ăn trái vừa làm đẹp mà vừa có trái ăn luôn hết cô chú. 40 hoành. Rồi. 500.000 cho cây mã số 19. Đó. Rồi. Đổi cây. Rồi qua mã 20 luôn cô chú ơi. Nè, để nó cong lên luôn nè. Lùng lực nhỏ thì nhưng mà sống khỏe lắm mấy cô chú. Nè tược lên đều hết trơn. Đã lắm. Hồi mini ha cô chú. Chiều cao 39. Mình thân em lấy trên này nè ha cô chú. 23 hoành. 250.000 cho cái này luôn. Trứng gà hay nhãn lông hay hồng nhung hay là tất cả các loại cây ăn trái cô chú thích cây gì thì liên hệ vô số điện thoại em nhé. 0762898099 nha cô chú. Đúng rồi, cây hàng cần hàng công trình em cũng có đáp ứng được luôn hết cô chú. Mặn ổi tất tật các loại cây ăn trái, em chuyên về cây ăn trái hết cô chú. Đó. Rồi cái mã số 21. Lùng lực. Đóng chi cành rất là đã hả cô chú. Gốc lớn nè. Cũng dâm mũ lên tược kéo mặt sống khỏe hết rồi ha. Bốn mươi sáu chiều cao cô chú ơi. Tổng hoành thân 49. Đế đều 24 giờ luôn. Đều bốn mặt ha. Nó tuột lên vậy ha. Trên này thì kéo chuẩn bị đâm luôn rồi. Rồi. Mã số hai mấy vậy? 21. 600.000. Em bao sống bao ship luôn. Rồi, qua mã số 22. Cày quá trời lên tược luôn rồi. Cái này em để y nguyên gì ha cô chú, mình có mua về thì mình muốn xài tược nào thì để tược đó, còn như bỏ bớt. Còn cây đang gì là em không có bỏ được chỗ nào hết trơn ha cô chú. Nè. Chỗ nào cũng có điều hết trơn. Sáu mươi lăm chiều cao cô chú ơi. Đó. Hoành thân 42 hả cô chú. Rồi cái này 500.000 luôn cô chú ơi. Mã số 22. 500.000. Rồi em qua mã 23. Cũng lên tược sống khỏe hết này cô chú. Cây này nó bay. Nhìn cũng viên cây lắm hả cô chú. Cây này bán rẻ cho cô chú mình chơi nè. Xây cây này em khỏi đâu hoành luôn, em báo giá luôn nè.
thì cái củ nằm đây đo ra cái hoành rất là lớn, nên em khỏi đo cô chú, mà em cầm cái tay em để hạo thử cho cô chú mình xem thôi nha. Rồi em báo giá luôn, mã số 23, rồi 250.000 luôn. Rồi mã 24 cũng là cây cuối clip hay cô chú, rất là duyên cây nha. Đó. Ủa ấy chưa nữa, còn hai cây khác nữa cô chú ơi, em xin lỗi. Chiều cao tới mặt bầu là 39. Đó, nè bệ nè, đóng đã lắm cô chú. Đó. Cây này hoành khó đo nữa nè. Em đo một vị trí này thôi nha chú mình tham khảo thôi, chứ hoành nó lớn lắm cô chú. Cái nhánh trên này không là 41 mà. Cái bệ dưới này thì em hạo luôn nè. 600.000 cho cây mã số 24 thôi chú. Rồi sẵn còn ở cây nhãn lông nè, cho Huy nó lên nó quay hạo thử coi cái mặt bông. Cô chú cũng nhiều cô chú hỏi bông nó ra sao nè. Cái này nó mới nhóm bông nè, nó nở ra trắng đẹp lắm rồi chú. Rồi qua hai cây khế luôn cô chú ơi. Khế khía chua hết cô chú. Cây ghim mà cũng mới bứng về hết cô chú. Đó. Mang trên cây sẵn luôn á, em không có cắt sâu được nên em để cái tàn gì cho cô chú mình chơi luôn nè. Cây cũng nặng nên em không có lên bàn nổi ha. Rồi, 1m8 chiều cao. Em có một cặp khế khía chua nghe cô chú. Khế chua là cái lá nó nhỏ giống gì nha. Nhiều cô chú nói giống khế ngọt, nó có đặc điểm khác nhau chứ nó giống nhau thôi cô chú. Hoành cái này là 72 cô chú ơi. Đó. Đế thì nụ ra nhìn đã lắm cô chú nè. Đó. Đẹp lắm. Cái này nó hơi xam chỗ này một xíu mà kéo này cô chú. Đó. Rồi cây này là mã số 25 hay cô chú, đúng rồi có trái nè. Trái quá trời trái luôn cô chú ơi, trái bông luôn. Rồi qua cây bên này có bông cho quay cho cô chú mình xem luôn. Em bán cặp này luôn nhưng mà em quay cây cho nhớ mã số hay cô chú. Rồi cô chú mình muốn chốt cặp thì em để cặp cho cô chú mình chơi luôn, giá mà hời lắm cô chú. Rồi em đo cây này luôn đi, rồi em báo giá hai cây luôn hết cô chú. Rồi cây này chiều cao nó cũng giống cây kia, 1m8 rồi chú ơi. Mặt bông này có chú. Trái luôn nè, trái bên này, bông bên này luôn. Nè, khế chua nha cô chú. Khía chua. Đế đều đẹp. Hoành thân cây này 68 nha cô chú. Cây này 72, cây này 68, hơi nhỏ hơn chút. Cặp mình vòng trước cửa rất là đã cô chú. Rồi. Rồi cặp khế này là cũng là cuối clip ha. Cái mã số 2526 nha cô chú. Cô chú anh chị nào chốt em để cặp khế này 6 triệu ha cô chú. Em bao ship luôn ha. Rồi cuối clip em xin chúc sức khỏe cho cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe ha, rồi làm ăn phát tài cô chú. Rồi xin chào ạ.